các bạn. Hôm nay Jolie sẽ sử dụng vàng kim mấy bên, vàng kim 15 phùng môi trong vòng 9 phút nha. Nhiều bạn có thể thắc mắc là ủa cô ơi, bên cô có dạy mấy bên hay không, bên cô có đi nhanh hay không, phùng môi có được nhanh và đông bông đậm hay không. Bên Jolie á có dạy kim 1 nhưng mà đồng thời cũng làm cả kim men. Và không để cho các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng vào bài của ngày hôm nay. Và để tiết kiệm thời gian á, thì Jolie có uổng tê môi cho mẫu. Và đối với ca ngày hôm nay, Jolie sẽ sử dụng hai màu, đó là màu hồng cam sữa, màu mực roi của Đức. Màu mực roi thì các bạn sẽ thấy là siêu bóng, siêu trong và giữ màu rất là tốt. Màu hồng cam này Jolie sẽ đi toàn bộ môi và sử dụng bằng màu đỏ cam đậm để nhắn vào trong lòng môi.
mẫu ngày hôm nay của Jolly khá trẻ, bạn cũng không có thích màu quá đậm. Và các bạn sẽ cùng xem lại kết quả mà phun. Thì Jolly sẽ phun đậm từ trong lòng này. Jolly tập trung là đậm từ trong lòng, lau sạch cái bề mặt da nha, chứ không phải dính màu rồi Jolly lau sơ sơ đâu. Jolly phun rất là kỹ. Môi sẽ đậm vào trong lòng môi. Đây, trong lòng môi rất là đậm. Đây, tập trung nhấn vào trong lòng môi để giúp cho môi bong ra được đậm màu hơn. Bạn nào mà xem kênh của Jolly thì đừng quên cho Jolly nút like, nút đăng ký kênh và nút theo dõi, nút chuông bên dưới để theo dõi các video mới nhất của Jolly. Và bên Jolly thì có bán đầy đủ về dụng cụ phun sắm, đặc biệt là dòng mực roi của Đức, màu rất là trong, rất bóng và phun rất là nhanh bám. Bên Jolly thì có nhóm học trên Telegram, các bạn có thể vào trong nhóm học của Jolly. Trong quá trình mà các bạn làm có khó khăn vướng mắc gì về nghề, các bạn có thể vào trong nhóm học. Và bên Jolly chuyên đào tạo về nghề phun sắm thẩm mỹ từ A tới Z, có về kỹ thuật phun mày, phun môi, phun mí, kỹ thuật phun môi đầy đủ từ kim 1 cho tới nhiều kim nha. Và các bạn khi mà đăng ký với khóa học bên Jolly thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp qua số điện thoại 0937 373396. Và đừng quên, bên Jolly có sách phun sắm thẩm mỹ từ A tới Z. Trong cuốn sách này có hướng dẫn đầy đủ tất cả các kỹ thuật, các bạn có thể tham khảo cuốn sách của Jolly. Nhấn cái nút chuông bên dưới để theo dõi các video mới nhất của Jolly.